chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là kênh chuyên cung cấp và review những sản phẩm bất động sản xanh, giá rẻ, pháp lý rõ ràng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ở vùng ven phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Và trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là hai lô đất liền kề có mặt tiền view kênh, mặt tiền đường đá xanh rộng 7m view kênh, xe chạy thông quý anh chị nhé. Và lô thứ nhất là ngang 6 và dài là 26, tổng diện tích trên sổ là 155m2. Lô này có giá là 1.570.000.000, giá này là giá chốt quý anh chị nhé. Và lô kế tiếp theo là ngang 6 và dài là 25, tổng diện tích trên sổ là 151m2, giá là 1.520.000.000, cũng là giá chốt luôn. Đất cao ráo, đã san lấp bằng đường, mặt tiền đường đá xanh rộng 7m view kênh. Tọa lạc ngay tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị, cách mặt tiền đường tỉnh lộ 9 chỉ 300m. Đường này khá là to quý anh chị nhé, và có mặt tiền view kênh vô cùng là mát mẻ, đất gò cao ráo, xây dựng tự do, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng. Một lô là giá 1.570.000.000 cho diện tích 155m2, ngang 6, dài là 26. Còn một lô là ngang 6, dài 25, tổng diện tích 151m2 thì có giá là 1.520.000.000. Giá này là giá chốt, bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị nào quan tâm đến hai lô đất mặt tiền đường đá xanh rộng 7m view kênh này thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên, kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc Biển Xanh để trên màn hình để chúng ta có thể xem sổ hồng, đi xem đất và sở hữu hai cái vị trí này quý anh chị nhé. Mình mua hai lô luôn thì sẽ thành ngang 12, thì mình xây biệt thự cũng khá là đẹp với mặt tiền đường to rộng, view kênh. Thổ cư 100% pháp lý minh bạch rõ ràng quý anh chị nhé. Cách mặt tiền đường tỉnh lộ 9 chỉ 300m. Nó thuộc là xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cận liền kề ngay bên cạnh là khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Và ở đây thì người ta đã xây nhà vi bằng để ở rất là đông. Và phía bên kia là những căn nhà vi bằng là không có sổ hồng quý anh chị nhé. Bên đó là mua bán giấy tay vi bằng. Còn chúng ta ở đây là có sổ hồng riêng cho nên nó khá là có giá trị. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, mua là đặt cọc và hẹn ngày đi công chứng sang tên hợp đồng mua bán, đăng bộ để ra sổ hồng tên của mình quý anh chị nhé. Sang tên của mình, sổ hồng mang về cất vào két sắt, không phải lo lắng gì về vấn đề sổ sách pháp lý. Quý anh chị nào quan tâm đến hai sản phẩm ngày hôm nay thì hãy nhấc máy lên gọi cho Biển Xanh để sở hữu quý anh chị. Mặt tiền view kênh cho nên rất là mát mẻ, phía bên kia rất là nhiều những cái căn biệt thự nhà vườn khá là đẹp. Và đường này thì xe hơi, xe tải chạy vi vu, đường thông quý anh chị nhé. Bây giờ thì Biển Xanh sẽ chạy từ vị trí lô đất đi ra tới mặt tiền tỉnh lộ 9 cho quý anh chị mình xem tham khảo. Đường khá là to cho nên là tương lai cũng sẽ đổ bê tông. Di chuyển giao thông cũng khá là dễ dàng. Và phía ngoài này thì người ta đã đổ nhựa rồi cho nên mình chạy xe cũng rất là dễ. Từ vị trí lô đất chạy ra tới mặt tiền tỉnh lộ 9 chỉ 300m thôi quý anh chị nhé. Một cái vị trí khá là đẹp để chúng ta có thể quan tâm sở hữu đầu tư sinh lời. Một lô là 1.570.000.000 và một lô là 1.520.000.000. Cái diện tích ngang 6 bây giờ nó rất là hiếm, đặc biệt là mặt tiền view kênh nữa lại càng hiếm hơn. View kênh mát mẻ quý anh chị nhé. Phía ngoài này thì người ta đã đổ nhựa cho mình đi rồi cho nên rất là di chuyển dễ dàng. Và phía trước mặt màn hình ống kính camera đã xuất hiện, đó chính là con đường tỉnh lộ 9. Mình quẹo tay phải là đi lên trung tâm hành chính công, đi về miền Tây. Quẹo tay trái là hướng đi về ngã ba Mỹ Hạnh, đi về thành phố Hồ Chí Minh quý anh chị nhé. Đây là con đường tỉnh lộ 9, con đường kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh đi về 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực đang phát triển về kinh tế vô cùng là mạnh, nhiều khu công nghiệp tập trung tại đây. Cho nên là quý anh chị hãy nhanh tay sở hữu cho mình một vị trí bất động sản để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như an cư lập nghiệp quý anh chị nhé.
Kính chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều năng lượng, bình an và gặp nhiều may mắn. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi nhiều sản phẩm độc lạ mỗi ngày quý anh chị nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.